mỗi ngày khi sửa soạn bước ra đường, có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ gặp được Mr. Right của cuộc đời mình chưa? Hành trình đi tìm hạnh phúc của mỗi cô gái luôn phải đi qua những chặng đường rất dài. Trên con đường đó, bạn sẽ gặp vô số các chàng trai với những cá tính khác nhau. Vậy thì tiếp chàng trai như thế nào sẽ là vừa vặn với bạn nhất? Thay vì làm một chương trình review về cảnh đẹp và món ăn ngon, tại sao chúng ta không thử cùng trải nghiệm và khám phá tính cách của các chàng trai quanh mình? Có thể là một chàng trai trong giới nghệ thuật, cũng có thể là một doanh nhân, một anh thợ cắt tóc chẳng hạn. Nhưng hãy nhớ, đây chỉ là một chương trình trải nghiệm hẹn hò thôi nha. Ai sẽ là gu của bạn? Ai sẽ là mẫu người thích hợp với bạn nhất? Hãy cùng đón xem Có Hẹn Cùng Miu nhé. Sorry Bình nha, hôm nay thì làm phiền mình một tí xíu. Tại vì Du có một người bạn á, là con trai á, thì sắp tới sinh nhật của bạn Du rồi. Nhưng mà đang chưa biết lựa gì. Thế là sẵn có mình ở đây thì nhờ tư vấn hộ một món quà gì đó để tặng cho bạn của Du. Mình rất là sẵn lòng. Yes. Du nghĩ là chắc là mình lựa áo là dễ tặng nhất đúng không? Thông thường thì mình sẽ chọn áo. Áo thì sẽ dễ hơn là quần. Ok, vậy thì tụi mình sẽ đi shopping lựa áo cũng được ha. Ủa, bình thường mình hay đi shopping không? Thường hay đi với bạn. À, có hay tư vấn đồ cho bạn không? Hay là thường bạn sẽ tư vấn ngược lại cho mình? Thường là mình sẽ là người tư vấn. Tư vấn. Có đi đâu? Dạ đúng rồi. Chơi mình cũng làm về thời trang. Mình là captain của showroom Kelly Bùi ở Hà Nội. À vậy hả? Ừ. Ê, áo sơ mi nè. Thật ra thì trước đây mình có hay đi chọn đồ cho mọi người. Chính vì cũng có kiến thức trong thời trang. Nhưng mà rõ ràng đây là hai đứa đang đi chơi mà tự dưng bảo mình đi chọn đồ cho một bạn nam, rồi lại có một cái tâm trạng rất là vui vẻ. Mình nghĩ trong đầu là hay là crush, chắc không đâu. Nhưng mà dù sao thì ok, nhờ mình chọn thì mình sẽ chọn, không vấn đề gì cả. Thử không? Đi thử hả? Thì thử dùng chứ, bây giờ sao mà biết là mặc lên có ổn không, đâu có biết sai gì đâu. Yeah. Ê, với lại thử giúp Du một cái như lúc nãy mình thấy đẹp ấy, để có option dễ lựa. Rồi đi thử thôi, thử ở đâu ta? Fitting room. Bây giờ thì sẽ chờ bạn mình thử đồ. Nãy giờ thì Du đã chọn được hai cái áo rồi. Một cái áo trơn kiểu basic đơn giản, và một cái áo thì kiểu hơi street style hơn, caro hơn. Thì để xem một tí nữa áo nào bạn mình mặc đẹp hơn thì mình sẽ chọn cái áo đó. Thật ra thì lựa đồ cho con trai cũng không khó lắm, tại vì thấy là một là thun, hai là sơ mi thôi. Bây giờ mà thử thách mà mình mà lựa cái đồ nữ được cho Du là mới là khó, còn lựa đồ nam thì dễ. Ồ, nhìn cũng được ha, nhìn cũng thanh lịch ha, kiểu hơi style Nhật tí xíu, hơi ok á. Ê, thử dùng Du cái cũng được ha. Hay là lấy cái này nhỉ? Mình nghĩ là trẻ thì sẽ thích cái này hơn đúng không? Ok, vậy để lấy cái này đi. Thank you. Thật ra bình thường á, nhiều khi Du cũng hay mua áo sơ mi của nam để mặc á. Yes, Du sẽ mặc là size M hoặc L. Thật ra vào mùa đông thì mình cũng hay lấy đồ nữ mặc. Mình cái form áo kiểu oversize hay là kiểu form dài ấy. Không, bởi vì là bên nữ cũng nhiều họa tiết đẹp. Du ha, Du thì lấy đồ nam mặc, mình thì lấy đồ nữ mặc. Bữa nào đã mình đổi đồ cho nhau mặc nhờ, đỡ tốn tiền mua đồ mới nha. Hôm trước ngồi cà phê thì Bình có chia sẻ là Bình cũng rất thích bowling. Và sau đấy thì hai đứa có đi chơi bowling. Thật sự là mình không nghĩ là một cô gái có thể nhiều năng lượng như vậy. Tại sao lại là bowling? Tại vì đó là môn thể thao duy nhất mà Miu cảm thấy là mình thích thú và mình có thể chơi môn đó rất là thoải mái. Cộng với việc lần đầu tiên gặp Bình thì Bình cũng vừa hỏi là Bình ở Hà Nội thì thấy thích chơi gì, thì Bình cũng có nói là đi chơi bowling. Thì lúc đó là thấy có điểm chung và thấy rất hào hứng. Miu rất là thích những bạn biết chơi bowling, tại vì có thể chơi bowling được với Du. Cho nên là quyết định là sẽ đi chơi bowling để xem là anh chàng này có chơi bowling cool hay không. Tại vì Du có xu hướng ngưỡng mộ đối với một số bạn trai có thể chơi bowling tốt. Ê, Trai ơi!
nó vô điểm một tí nữa thôi là xoay rồi. Cố lên. Mình cũng tưởng là Du không biết chơi thiệt cho nên là bị Du dụ. Nó không biết chơi mình ơi, bây giờ sợ quá à. Bây giờ mình chấp Du đi. Mình chấp 50 điểm. Trời ơi, chơi bowling mà chấp 50 điểm thì còn chơi gì nữa ta. Không biết là có suy nghĩ gì không mà tự nhiên chấp mình tới 50 điểm lận. 50 điểm là thua chắc rồi còn gì nữa. Trừ khi là Du không ném, không biết ném luôn á. Thì đến lúc mà bắt đầu ném xong ổng mới vỡ lỡ và ổng mới nói là sao tự nhiên mình chấp 50 điểm chi ra. 50 điểm là con số mà gọi là không không khả thi để chiến thắng luôn, lại còn cá một chầu ăn với nhau nữa. Nhưng mà Du thấy vui, tại vì Du thích vậy á. Du thích cảm giác là mình được dụ con trai á, kiểu như mình lừa được con trai rồi thấy vui nha. Tự nhiên kiếm đâu ra người mà kiểu để mình dụ, đúng không? Thực không thể tin nổi là thậm chí là điểm cô ấy lúc mà chơi còn suýt soát mình. Thật sự là cảm thấy có phần bị lừa. Vô thắng rồi mọi người ơi. Nhờ dụ dỗ trong giai đoạn đầu nên là Vô đã thắng nhờ 50 điểm tặng. Yeah. Bây giờ mình tính sao? Thì như ấy mình nói thôi. Đi ăn trưa? Mình mời. Không, giờ Du không thích ăn trưa nữa. Du thích thử thách khác, Du thích được cái khác. Cái gì nữa? Du muốn mình phải gấp thú cho Du, gấp đến khi nào được 5 con thú thì thôi. 5 con thú thì thôi. Anh chị em của anh nào rảnh không? Đi ăn mình nhá. Gấp thú thôi mà, dễ mà. Dễ hả? Một con thôi. Ôi, 2 con. 4 con. 3 con. 3 con với lại phải đi chơi tiếp trò chơi nữa. Ok. Đi gấp thú. Minju có nói là cái việc gắp gấu quay rất là khó mà không phải ai cũng gắp được đâu, cái này phải có kỹ năng đấy. Thế là mình cũng rất là hoang mang vì ít khi chơi lắm. Nhưng mà đến khi mà gắp được rồi thì mình cảm thấy là cô ấy cười, nói rồi hạnh phúc hơn rất là nhiều. Chính cái điều đấy làm mình cảm thấy thật sự là vui, hạnh phúc. Còn 2 con nữa. Sao là được không? Được thôi. Ok mà. Đi lấy xu nữa đi. Đi qua đây lấy xu nữa đi. Nhiều khi con thú mình, thú bông mình hay bỏ mấy chục ngàn ra là mình có con thú rồi, mình mua đủ thú rồi. Nhưng mà nhiều khi Du gấp thú gấp tới mấy trăm ngàn vẫn chưa được con nào hết. Cho nên là Du gấp thú là cả một nghệ thuật. Du rất là thích gấp thú, đam mê gấp thú lắm. Không biết là mình đã đi mua xu biết bao nhiêu lần, rất nhiều lần và tốn rất nhiều xu để có thể gấp được 3 con thú như lời hứa với Du. Nhưng mà Du thấy là bạn cũng có rất là có nỗ lực để mà gấp thú. Được 3 con rồi, chúc mừng bạn mình đã thoát khỏi lời hứa với Du. Hết nợ, bye bye. Đi chơi với Bình gấp thú và này nọ thì hành hạ và Bình rất là vui. Mà hôm sau thì Bình đã phải bay về Hà Nội rồi. Cho nên là Du quyết định là sẽ chủ động hẹn
bạn Bình một buổi hẹn và sẽ đi kiếm một cái quán nhạc acoustic ấm áp và lãng mạn để hai đứa cùng nghe nhạc, ngồi nghe nhạc với nhau. Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lá, đến nơi buồn cứ thế nên bao giờ. Dung tính hả bạn? Xin mọi người rất nhiều lần, xin mọi người rất nhiều lần. Mời lên sân khấu sẽ là một phần giao lưu của một vị khách tên là Nghĩa Bình sẽ đến chính là Nghĩa Bình bắt đầu ạ. Dạ, cho Nghĩa Bình một tràng vỗ tay luôn mọi người. Cái người chủ động rủ đi là Du, nhưng mà vô đó cái người chủ động làm Du bất ngờ lại chính là Bình, vì Du không nghĩ là bạn Bình dám lên sân khấu hát. Chào mọi người. Chào em. Chào anh chị mà hơn tuổi của em xin phép được dựng em. Em tên là Bình và hôm nay rất may mắn được phục vụ mọi người để nghe buổi nhạc sống ngày hôm nay. Thì em có đi cùng với một người bạn. Người bạn này thì em rất là tình cờ có cái duyên được gặp nhau. Hôm nay em muốn gửi tặng bạn ấy một bài hát. Sẽ hát bài Tình Đơn Phương và hy vọng là nếu mà có chán thì mọi người cũng đừng. À, xin cảm ơn. Thật sự là Bình là một người rất là bị tâm lý trước đám đông, cho nên là lúc ở trên sân khấu Bình hát sai hết cả lời, sai hết cả nhạc, rất là ngại. Nhưng mà may sao là ở dưới mọi người cũng ủng hộ, bởi vì Bình nói là sẽ dành tặng cho một người con gái, cho nên là mọi người khá là ủng hộ và vỗ tay cũng rất là nhiều. Nhưng có lẽ cái việc một người con trai can đảm để làm một cái việc dành tặng cho một người con gái thì với Mizu đã là một điều Bình cảm thấy là cô ấy sẽ cảm thấy vui. Chưa biết là hát trước mặt nhiều người như vậy thì rất là run, tại vì cái ca sĩ người ta mới dám hát như vậy thôi. Bản thân Du á mà kêu gọi là cho tiền Du cũng không có dám, mà thì lên đứng mình chưa có tập tành với ban nhạc gì hết mà mình dám hát một bài. Và lúc đó Bình đối với Du là cái hành động đó là một hành động cực kỳ dũng cảm luôn. Bình lên hát và hát có hát sai nữa thì nhưng mà cái sai đó nó rất là dễ thương và rất là đáng yêu. Du không có cần hát hay, nhưng mà cái nỗ lực trong lúc hát đó của bạn làm cho Du cảm thấy là quá phấn khích quá vui quá. Và mọi người khán giả ở trong lúc đó, mọi người cũng vỗ tay động viên Bình rất là nhiều nữa. Về chưa? Chắc đi về thôi. Nhưng mà yes,
đêm nay là đêm cuối rồi. Mấy ngày qua thì mình thấy vui không? Có, mình thấy rất là vui. Nói chung là mình cảm thấy là lần vào Sài Gòn này có ý nghĩa và đọng lại trong mình rất là nhiều kỷ niệm, nhỏ có, to có, và kể cả những việc mình chưa bao giờ làm cũng có. Giống như là hôm nay lên hết hả? Ok. Yeah. À, chia sẻ một chút nhé, ngày xưa ở trong hồi cấp 3 ấy, là có tham gia hoạt động văn nghệ của trường. Là hồi đấy là cũng có biểu diễn, nhưng mà là biểu diễn top ca trước mặt của rất là nhiều người, chứ chưa bao giờ kiểu một mình xong rồi đứng hát với cả rất là nhiều người như thế này. Mà lại tặng cho một người lại tặng cho một người khác nữa. Không, vậy là du cướp nhiều cái lần đầu tiên của mình quá nhờ. Mình sẽ ghen lắm. Đầu tiên tặng hoa và đầu tiên lên đứng hát như vậy để tặng một người bạn. Mà đầu tiên hát dở như thế luôn. Không, như thế dễ thương mà. Dễ thương lắm luôn á. Mình cũng ngại. Thật ra thì vì mình không phải là ca sĩ ấy, cho nên là cái chuyện mà mình hát bị chỉnh đi thì nó không quan trọng á. Dù thế quan trọng nhất là gọi sao ta, gọi là tâm hồn của mình hả, là mình dám làm cái điều đấy đúng mình không? Mình dám làm cái điều đấy. Là đúng không? Đúng không? Đúng không? Mà đúng không? Là dám làm cái điều đấy. Là đúng cái như vậy, nó là yêu thích như vậy, quan trọng là dám làm cái điều đấy. Yêu hết hồn bất ngờ. Thật ra thì có âm thầm chuẩn bị một cái cho mình, vì những ngày qua thì đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau và cũng vui, rất là vui. Thì là ngày cuối cùng cho nên là cũng có chuẩn bị một cái món quà nhỏ nhỏ để tặng cho mình. Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt luôn hả? Ừ, nhắm mắt lại đi. Đừng hí nha. Không hí. Anh cũng không còn là thi sĩ mộng mơ, vì người ta đã có. Rồi mở mắt ra đi. Mở từ từ nhá. Ừ. Là Du nè. Ừ. À không vui hả? Thôi xin lỗi. Nhắm mắt lại đi. Lại. Lại. Ừ. Lại nhá. Ừ, lại. Đừng yêu quá. Đùa. Du vệ sinh ra trên đầu rồi nhỉ? Sao vậy? Đáng yêu quá. Mở mắt ra. Thật đấy à? Đó là cái áo mà Du đã nhờ Bình chọn dùng buổi sáng. Bình cũng có một thoáng khá là bất ngờ. Và Du có chuẩn bị sẵn một cái thiệp. Tại vì Bình có tâm sự với Du á, là cái khoảng thời gian mà tham gia Người Ấy Là Ai về, cuộc sống của Bình đã xảy ra một số cái những lúc Bình cảm thấy gục ngã trong công việc. Thì trong những lúc mà Bình nói với Du là Bình khó khăn nhất, thì Bình đã nghĩ đến Du để cố gắng và nỗ lực hơn để có thể gặp được Du, hoặc là để có thể một ngày nào đó Bình tự tin Bình đứng ở Sài Gòn. Thì Du nghĩ là mình cần một cái câu động viên gì đó dành cho Bình. Và Du có viết cho Bình vài chữ là nếu mà lúc nào mà Bình cảm thấy cuộc sống nó mệt mỏi quá, nó áp lực quá, thì Bình hãy mở cái tấm thiệp này ra và Bình hãy nạp thêm cái năng lượng, và Bình hãy mạnh mẽ để Bình tiếp tục Bình chiến đấu với cuộc sống. Đây là chiếc sơ mi. Tại vì thật ra là muốn tặng Bình một món quà, nhưng mà không biết là Bình sẽ thích gì, cho nên là Du mới nảy ra cái ý định là sẽ giả bộ nhờ Bình đi lựa quà giùm cho một người bạn. Chứ đâu có ai rảnh mà tự nhiên đi bắt đi Bình đi lựa như vậy, đúng không? Đó thì đây là một chút tấm lòng của Du. Vì có thể những ngày sắp tới thì Du còn ở Sài Gòn, Bình sẽ về lại Hà Nội, mỗi một công việc, mỗi một cuộc sống. Yes, lúc nào lạnh quá thì mặc áo vào để cảm thấy ấm áp hơn.
chơi và nhắn Bình để chúng ta có thể gặp nhau ở ngoài đấy. Mình rất hy vọng điều đấy. Món quà này rất là đẹp. Mình cảm ơn. Lúc nãy thì có nghe mình hát trên sân khấu rồi, nhưng mà lúc đó thì Dư thấy rất là đông người á. Và Dư nghĩ là cũng hơi khớp á. Trong cái giây phút mà sắp chia tay này thì thật sự là muốn nghe Bình hát một câu thôi cũng được, một câu gì đó dành riêng cho Du, và thật sự hát bằng tấm lòng của Bình. Thật ra ấy, Bình sẽ chia sẻ thật thêm một điều, đây là thật của rất thật. Đây là một đoạn nhạc mà Bình sẽ định hát ở trên sân khấu của Nala. Nếu như Bình được vào vòng 3, tức là cái vòng mà thể hiện cái là nữ chính, tức là bởi vì là Bình nghĩ là khi mà ở trên sân khấu ấy, Bình sẽ không nói được gì đâu, cho nên Bình sẽ thể hiện nó qua một lời, một bài hát. Nhưng mà ngay hôm đấy người đứng lên không phải là nữ chính mà là Mizu, thế nên cái lời bài hát này xứng đáng được dành cho Mizu. Hôm nay mình sẽ hát. Ok. Vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim vẫn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Tất nhiên Bình biết đây chỉ là giả định thôi, nhưng mà dù sao thì ở bên ngoài thực tế Bình cũng đã được tìm hiểu thêm về người con gái mình yêu thích, biết thêm được tính cách, sở thích, sở ghét của Mizu. Ngày trước thì Bình ngại lắm, nhưng mà lần này thì sau chuyến đi lần này thì Bình sẽ mạnh mẽ hơn và nhắn tin cho cô ấy mỗi khi rảnh rỗi để hai đứa có thể giữ được tương tác với nhau. Giống như việc Bình vào Sài Gòn thì có thể gặp Mizu, hoặc ngược lại Mizu ra Hà Nội thì chắc chắn là Bình sẽ được hướng dẫn viên du lịch cho Mizu. Ưu điểm của Bình, Du thấy đó là bạn có sự đáng yêu, bạn có sự dễ thương và bạn có sự lạc quan. Ưu điểm tiếp theo của Bình là bạn là một người cũng có sự quan tâm dành cho người khác. Bạn có sự tìm tòi và nghiên cứu về kinh doanh, bạn có ước mơ và bạn có cái sự muốn khám phá bản thân mình và muốn trải nghiệm mình để mình tốt hơn mỗi ngày. Đối với Du, đó là những cái ưu điểm rất là mạnh của Nghĩa Bình. Du đã trải qua một vài cái trải nghiệm với Nghĩa Bình, và đối với Du những ngày qua là những ngày khá là thú vị, tại vì Bình cũng là một tiếp con trai có những cái tính cách rất là thu hút đối với Du. Và Du hy vọng rằng những cái gì đã chiếu cho phát sóng trong những cái tập này, các bạn gái sẽ thấy đâu đó cái hình ảnh của mình hoặc là những cái sự quan tâm của mình trong những tập này, và mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm nào trong tình cảm cũng như là trong cuộc sống. Bé Thỏ sẽ luôn ở đây. Là cái tên biệt danh mà rất là ít người biết đấy, đúng không? Ừ. Nhưng mà sau này chắc hết tất cả mọi người đều biết. Ok, đoạn này có thể cắt được mà. Ok, thôi. Đây, gõ lại đi, món quà. Yes, như một lời cảm ơn và một lời chào tạm biệt. Thank you, Bình.